Ok, chào bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái vlog ngắn về cái việc cái quá trình mình build một cái khay này. Cái anh khách này đó là mua cái máy gì về chơi game và thích một cái mẫu khay gì đó mà nó không có nó có một cái kiểu dáng gì đó, nó hơi ngầu hầm hố hay là nói chung là nó hơi đặc biệt chút xíu. Thì có vài cái phương án mình đưa ra cho khách chọn, là ví dụ như là mình có con Antec tọt hay là con Kauga, rồi con Kauga rồi và con AHT600 này, rồi có mấy con nữa. Thì anh khách thì thích chơi game đua xe, cuối cùng khách chọn cái con này. Thì đây là một cái mẫu khay cũng rất là hay ha. Thì nó mang một cái phong cách giống như là cái chiếc trực thăng Apache đó. Nó kiểu nó rất là hầm hố. Rồi nó làm cái design này cũng rất là hay. Vật liệu thì con này nó làm bằng thép rất là dày, cho nên là cái khay này rất là nặng. Cái vỏ không mà nặng chắc cỡ mười mấy ký á, nặng lắm đó. Thì con này là con AHT600 là bản full, mà nó có một cái bản mini là con AHT200 nữa ha. Thì hôm nay mình sẽ quyết định build trên cái khay này, là cái con khay này là tông đen đó. Rồi nguyên liệu đi kèm thì mình cũng sẽ có một con RTX 3090, cái này để kéo ba cái màn hình 4K. Chơi đua xe thì sẽ dùng ba cái màn hình nối lại á, thì một con 3090 này ha. Rồi chơi game thì nhu cầu cũng không cần quá cao đâu, thì sẽ có một con i7 12700K là thoải mái rồi, dư sức rồi. Thì lúc đầu mình chọn một cái main màu đen, nhưng mà sau này mình đổi lại main màu trắng cho nó có cái điểm nhấn ở trong cái, tại vì này nó đen thui rồi, thì mình sẽ đổi cái, mình chọn cái main màu trắng để cho nó có điểm nhấn. Thì thật ra khi mà mình ráp lên á, khi mà mình build lên á, thì cái phần phía dưới này nó bị cạm hình nó che lại rồi. Ngay cả khi mình cắm cạm hình ngang hay là mình dựng đứng cạm hình, nó cũng đều bị che lại, cho nên là nó sẽ còn show được cái chỗ này. Thì mình muốn cái chỗ này nó nổi bật lên, thì mình sẽ chọn cái tông này cho nó có cái màu bạc này nè, nó sẽ nổi lên chút xíu. Rồi cái khay này thì nó khá là to nha, hơi bị to. Nó to thì khi mà mình build vô có thể nó sẽ bị loãng, nó bị lọt chọt á. À, nó ram luôn. Đây thì mình xài cái GQ Trident Z Rojo Gold Bus 4000. Đây là một kích, mỗi kích như vậy là hai thanh 16GB. Và đây mình sẽ có hai kích là tất cả là 64GB Bus 4000. Thì thật ra thì mà mình cũng muốn xài DRAM 5 lắm á, nhưng mà ra cái kinh phí nó cũng có giới hạn, cho nên là mình không thể lên DRAM 5 được. Vì nếu mà lên DRAM 5 thì nó đậu kinh phí đâu cả chục triệu á. Mà hiện tại thì cái này là đã bị vượt cái kinh phí dự trù ban đầu rồi, nói chung là cũng đã gán rồi, đã over rồi, cho nên là không thể nào lên được DRAM 5. Thì mình vẫn tối thiểu phải có cái card 3090. Thì tản nhiệt thì mình vẫn xài tản nhiệt quen thuộc thôi, con này X73 GRB. Thì ở trong cái khay này nó sẽ có hai cái vấn đề như sau. Thứ nhất là các bạn có thể lắp cái tản nhiệt phía trên, các bạn có thể lắp cái tản nhiệt phía trên này hoặc là lắp cái tản nhiệt phía trước này. Nhưng mà nếu như các bạn lắp tản nhiệt phía trước á, thì phía trên nóc đó các bạn chỉ lắp được cái quạt thôi. Thì ý thì cái cao độ, cái khoảng trống từ cái bracket này nè đi xuống tới cái main này nè, nó quá dài đi, đúng không? Cho nên là nó sẽ bị lọt thỏm lên trên, nó nhìn không thấy gì hết, rất là xấu. Thì mình quyết định là mình sẽ gắn cái rét nước này lên phía trên, và nó sẽ thòng dây qua giống như vậy để nó không có che cái ram, vì cái ram mình rất là đẹp đó. Rồi phía trước này thì mình sẽ gắn cái ba cái quạt GRB thôi. Thì còn cái phần này thì mình sẽ xem lại để mình sẽ coi, sẽ cover cái gì chỗ này để cho nó bớt chống chảy. Rồi có thể là phải làm cái cover cho cái dây nguồn để che chỗ này lại nữa. Thì mình cũng sẽ chọn cái nguồn sao cho
cái chỗ này nhìn cho nó ok chút xíu. Thì chắc chắn là mấy cái chỗ này chắc phải xài dây bọc lưới nó dài á, để nhìn cho nó tươm tất ở mấy cái vị trí này đó. Thì hiện tại thì cái khay này nó hơi bị dài quá, mình thấy là cái khoảng này nó quá dư đi. Ví dụ như các bạn xài men bình thường, men nó tới đây đi, men tới đây, cái khoảng này người ta thiết kế ra thì người ta chắc cũng tính là để làm thả nhiệt nước rồi này kia, chứ mình thấy là có mấy cái chỗ để lắp cái rét nước á, nhưng mà bây giờ nó phải là một cái khay mà full custom water cooling 2, giống như là 2-3 rét á, 2 rét á, thì nhìn nó chặt chẽ hơn. Cái chỗ này hiện tại thì mình chưa suy nghĩ ra mình làm gì, có thể là chắc mình sẽ dùng những cái fan drill để mình cover, mình che cái này lại thôi. Thì phía trước này thì mình lắp fan GRB thì nó sẽ, khi mình nhìn từ phía trước thì nó sẽ có cái phần sáng bên này và hai cái ánh sáng bên này, nhìn thấy cũng ok đó. Đó, nhưng mà nó mình đang vướng cái chỗ này là nó sẽ hơi bị chống chạy chỗ này một chút xíu đó. Thì cái này thì lát nữa bên mình sẽ dựng máy lên xong rồi mình sẽ xem là cái phương án nó như thế nào để cho nó phù hợp, vì nói chung cái khay này nó cũng tương đối là hơi bị to. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ bắt đầu để mình lắp linh kiện vô, rồi trong quá trình làm nếu mà có cái chỉnh sửa gì đó thì lát nữa mình sẽ show cho các bạn xem cái kết quả sau ha. Thì như nãy mình nói ha, do là cái cao độ từ cái racket xuống dưới cái mặt trên của cái men này nè, nó rất là cao, cho nên nó là nếu như mà chúng ta chỉ gắn một cái quạt thôi á là nó sẽ hở ra một cái khoảng, nó sẽ hở một cái khoảng ra như vậy nè, nhìn nó sẽ rất là xấu. Và bây giờ mình cái phương án là gì, mình sẽ đôn thêm một cái quạt phía trên nữa, tức là chơi kiểu bánh mì kẹp thịt sandwich ha. Thì cái việc là đôn cái quạt phía trên này á, không phải là nhằm để tăng hiệu năng, mà quan trọng là để hạ cái này cho nó thấp xuống, nó sắp xuống để làm chi, để nó nằm vừa sát cái mí men như vậy nè cho nó đẹp đó. Thì để cho cái việc đẹp này là mình sẽ tốn thêm 3 cây quạt nữa rồi. Ok, mình sẽ lắp vô khay luôn ha. Thì mình sẽ đôn cái quạt cho nó hấp xuống. Thì giống như mình nói, mình đã chọn cái men có cái tông màu trắng màu bạc đúng không. Rồi mình sẽ bỏ mấy cái quạt RGB màu đen này luôn. Mình sẽ đổi qua cái quạt màu trắng này cho nó nổi bật lên. Thì cái quạt phía trên này á, nó sẽ nằm dưới cái dạ, nó nằm dưới cái cover này, cho nên là sẽ không có thấy được. Cho nên là mình sẽ dùng cái kích quạt này thôi, nhưng mà cái này nó có RGB luôn, để chi, để nó đánh cái ánh sáng lên trên nóc. Còn cái phía dưới này á, là cái quạt phía dưới này nó sẽ show ra, thì mình sẽ dùng một cái quạt xịn cao cấp hơn để mình show ra cho nó đẹp. Thì mình sẽ dùng cái kích của Lienli à, con này là SL120. Thì cái con này nó cái là nó sẽ stuck được cái mấy cái quạt lại với nhau á, thì nó sẽ rất là tiện trong cái việc là set up dây nhợ được kia, nó sẽ gọn. Và cái đèn led á, nó sẽ dạ vào cái mặt này và nó có cái ánh nhôm anode này nè, nói chung là sẽ nhìn rất là sang. Thì cái này là mình sẽ show ra, thì mặt dưới mình sẽ ịn những cái này dưới mặt dưới cái led này, thì để mình hy vọng là khi mình lắp vô thì nó sẽ nằm đâu đó khoảng cỡ cái cao độ đâu cỡ này nè, đó là đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển cái này vô. Thì đây là cái Razer Inwin BCRS 4.0 à, thì để mình xài cho card 3090 thì nó đủ cái, nó nhận đúng cái băng thông của nó. Thì hãng hiện tại thì họ không có làm cái racket cho cái Razer của hãng luôn, hãng chưa có luôn.
thì bên mình sẽ độ lại một cái bát để mình gắn cái razor này. Thì cái này cũng dễ thôi, thì với cái cây với cái cây zin của hãng á, thì các bạn sẽ gọt cái đầu này, gọt cái đầu xong rồi cho, tại vì cái đầu này nó không có bằng, nó có cái độ độ nghiêng độ con á, thì mình gọt cho nó bằng để cho mình thấy được. Xong mình sẽ bắt hai cái con ốc, hai cái con tán, con điệp nhôm này nè. Cái con này nó có bán, con này là con 10-10 á, cái con này là cái con cubit 10-10. Thì bạn có thể mua cái con này về, xong rồi bạn sẽ bắt nó vô. Thì cái con phía trước thì nó sẽ nằm ngay tâm lỗ nha, còn cái con phía sau này thì cái tâm nó sẽ lệch ra phía ngoài chút xíu, nếu như các bạn xài đúng cái razor của Inwin luôn. Thì đối với những cái razor khác thì các bạn sẽ tự đo lại ha. Thì bây giờ mình sẽ như vậy, thì mình sẽ có một cái racket, một cái gá đỡ razor cực kỳ cứng cáp luôn. Và bây giờ mình sẽ lắp cái cảm hình vô. Rồi xong rồi thì khi mình lắp cái cảm hình vô, nó sẽ lòi cái chân của cái razor ra. Thì đây mình sẽ có một cái miếng nhôm này, cái miếng nhôm này đợt trước mình mod khay mình làm nó dư ra một cái đó, thì mình sẽ lát nữa mình sẽ gắn nó vô như vậy. Thì khi bạn lắp cái cảm hình lên đây thì nó sẽ nhìn vô, nó sẽ không có thấy được cái chân này, nó sẽ tươm tất, nó đẹp hơn. Lát nữa mình sẽ cho bạn thấy được, sau khi mình lắp cạc vô thì che lại để nó sẽ nhìn, nó sẽ thẩm mỹ hơn. Rồi khi mà bạn lắp cạc vô xong, nó sẽ lòi cái chân của cái razor ra, đúng không? Nhìn nó không thẩm mỹ. Thì như mình nói đầu ha, mình sẽ có một cái thanh nhôm đây. Đó, mình sẽ lắp nó vô như vậy. Rồi mình sẽ dặn ốc ở dưới lên. Thì bạn thấy là nó sẽ che được cái chân, và cái tông màu đen nó cũng tiệp với cái cạc và tiệp với cái racket luôn. Thì do đó là mình nhìn mình sẽ thẩm mỹ hơn. Và phía sau cái đuôi của cái thanh nhôm này nè, phía sau cái đuôi này nè, nó có cái họa tiết nó vát xéo cạnh luôn, giống như cái cạc hình vậy đó. Thì lát nữa khi mình lắp vô thì nó sẽ nằm giống như vậy, thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ rất là thẩm mỹ ha.